Xong rồi, xin chào cả nhà. Em vừa dọn xong chiếc Daikin đồng hồ vuông nên xong của các bác luôn nhé. Đây là cái mẫu, nếu mà nói về bác nào không quá cầu kỳ về năm sản xuất hay cái gì đó thì thật sự ra nó ngon bổ rẻ các bạn. Đấy. Như năm ngoái các bác vẫn chấp nhận bỏ ra hơn 4 triệu để mua một cái máy lọc không khí như này. Thì thật sự năm nay nó có 2 triệu ma thì tội gì mà các bác không sắm ạ, đúng không ạ? Một cái con máy lọc khí Daikin mà em vẫn cảm thấy rằng nó cái việc lọc của nó rất hiệu quả, mẫu mã còn rất là đẹp. Đấy. Nhiều bác cứ nghĩ là bây giờ nó rẻ rồi cho nên là hiệu quả lọc nó không tốt, thực chất nó không phải là như vậy đâu các bác nhé. Nó vẫn như năm ngoái thôi, máy thì vẫn như vậy, nhưng mà năm nay giá thành nhập có rẻ thì bán rẻ thôi ạ. Nhiều bác cứ tham khảo trên Shopee xem, vẫn bán, có những nơi vẫn bán 4-5 triệu bình thường đấy. Còn bên em bây giờ bán giá thì em bán trên kênh YouTube thì giá là rất là cạnh tranh. Nhập về nói chung là chỉ lấy công dọn rồi cộng thêm ít tiền lãi bảo hành cái thứ thôi. Đấy. Thế còn giá thành nó khá là mềm các bạn. Đấy, đấy là cái lời thật sự em có nói thật sự luôn. Thì nhiều bác nghĩ rằng là nó phải đắt tiền thì nó mới hiệu quả, không phải. Đây các bác cứ đẩy xem, những mẫu đắt tiền còn không có hai cột tĩnh điện này đâu ạ. Đấy. Con này nhá, ngoài hai cột tĩnh điện này thì các bác lại có màng HEPA dày. Đấy. Nhiều model các bác nhìn nó chỉ có mỗi màng HEPA này thôi, không có cột này đâu, như con này đây các bác. Đấy. Chứ là đừng nghĩ rằng là nó rẻ tiền mà hiệu quả lọc nó không tốt. Em vẫn đảm bảo rằng những con này lọc rất hay luôn. Màng HEPA thay mới nhé, màng than ở trong này. Hai cột tĩnh điện, 5 cấp độ lọc. HEPA là 1 này, màng phụ là 2, lưới thô là 2, màng HEPA là 3 này, than là 4 và timer khử khuẩn 5. Các bác có thể cứ đẩy đi xem. Kể cả những mẫu máy đời mới bây giờ cũng không thể có được đến 5 cấp độ lọc như này đâu ạ. À. Cắt giảm hết. Đấy. Cho nên là không phải rằng là nhiều bác nghĩ quan điểm là sợ nó không bền hay là bản chất hay là nó lọc kém. Bản chất thực sự ra nó vẫn rất tốt các bác nhá, rất bền. Bên Nhật họ cũng chỉ dùng có 1-2 năm thôi là họ bỏ. Khi mà cái máy nó bẩn cái là họ bỏ ngay chứ họ không vệ sinh đâu ạ. À. Cho nên cái tuổi thọ hay tuổi đời của nó không khác gì những cái con đời 18, 20, 21. Đấy, thậm chí là các bác mua đồ đạc của nó còn dễ hơn nhiều chứ, vì bây giờ máy nó quá rẻ, đồ nó rất là sẵn. Đấy, đầy đủ full tính năng, cũng chả khác gì những cái mẫu mã đời mới bây giờ. Ion rồi Eco các thứ chạy siêu tiết kiệm điện luôn các bác. Các bác chạy Eco này mỗi giờ chỉ có 10 mấy watt thôi nhá, mà con này thì dùng được cho cả phòng lớn phòng nhỏ đều vô tư hết. Lọc khí bù ẩm cực khỏe luôn, nhanh. Full tính năng. Bù ẩm chả thiếu cái gì cả. Tội gì mà mình phải cứ phải là chạy theo những cái đắt tiền. Còn trừ khi các bác của tôi kinh tế không quan trọng, tôi phải mua máy đời mới đẹp nhất thì em không nói. Còn những bác kinh tế vừa phải thì bác cứ lấy thêm những con này nhé. Thật sự luôn. Để làm quân chân thành. Nhà em bây giờ em vẫn còn dùng con đồng hồ tròn. Con đồng hồ tròn bây giờ nó chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Đấy. Thì thực ra nó không khác gì nhau đâu các bác. Chỉ chạy theo mẫu mã thôi. Mà em đấu biến áp điện 220V hết rồi này. Đấy. Máy hình thức con này vỏ nguyên bản còn rất là đẹp luôn. Hình nước buồn rất là to. Vì bản chất đây nó vẫn là một cái con máy đắt tiền nhất, màng tạo ẩm rất là đẹp các bạn này. Vẫn là một con máy đắt tiền, vẫn là VIP nhất của Daikin tại cái thời điểm nó sản xuất. Theo thời gian thì nó trở thành là những cái mẫu đời đi trước thôi. Chứ còn không phải là nó kém đâu các bác nhé. Đời 2013 này. Nhiều bác nghĩ là ai bây giờ 2024 rồi 11 năm thì còn gì là máy. Nhưng đâu phải vậy đâu ạ, Nhật họ có dùng đến tận bây giờ đâu. Họ chỉ có 1-2 năm là họ bỏ thôi. Cái chất lượng máy của em vẫn đảm bảo các bác dùng 10-20 năm nữa vô tư luôn nhé. Cần gì hỏng gì alo em đều có đồ hết. Series máy là 2650 ACK70N, dùng cho phòng 50m² vô tư thoải mái luôn ạ. Em bán 2.3 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Máy đồ biến áp điện 220V rồi. Đấy. Bác nào kinh tế vừa phải mà muốn lọc xịn, lọc VIP, đừng ham năm sản xuất to các bạn. Đấy, ham năm sản xuất to mà các bác lại mua phải máy cỏ ấy. Năm sản xuất to thì các bác phải mua máy VIP thì nó mới là hay. Còn năm sản xuất to mà lại mua máy cỏ thì mua làm gì ạ? À? Nhiều bác không hiểu về bản chất của nó, mình cứ ham những cái năm sản xuất mới. Cái đồ bãi này nó không phải như người Việt Nam mình dùng đâu ạ. Họ dùng 1-2 năm về đấy họ bỏ thôi. Chứ chất lượng chả khác gì những cái hàng 20-21 cả. 20-21 thì họ, hay là 18-19 họ cũng 1-2 năm họ bỏ thì bây giờ các bác về cũng dùng. Chẳng qua là cái này nó để bên Nhật lâu hơn thôi. Nhưng còn nó có khác gì đâu ạ. Chào các bác.